kêu khỉ. Ôi khủng long kìa. Nhảy thôi, né thôi. Thì nào bắt buộc thì mình sẽ bắn, dùng cung bắn. Đạp được luôn. Yeah, chúng ta đã mất một máu rồi. Đâu vậy, khủng long đi đâu vậy? Nguy hiểm quá. Hai con khủng long gai luôn. Ow. Ow. Hết máu luôn rồi. Rồi xong, bị hạ gục luôn. Bây giờ cô để chơi chưa quen các bạn ơi. Các bạn đợi tí xíu nha. Xong rồi, mình sẽ vào game lại. Ok, mình sẽ vào game lại nào. Có vẻ khó đó. Đi giải cứu nào. Sao bắn không được ta? À, mới bị bắn tay rồi. Đi, con cũng không nấp vào. Ôi, con gì vậy? Con cá đọc. Trời ơi, trúng rồi. Oh no, nhảy xuống nước luôn. Bị rớt xuống vực thẳm. Khủng long nhiều quá, ở trên có. Oh no. Ôi, chạy thôi, nguy hiểm quá. Yeah, phát rồi. Né thôi, mình chừng nghĩ qua người nữa là xong. Con gì vậy? Cô này cũng chẳng biết con đó con gì nữa. Oh, sức thì bị té rồi. Yeah. Yeah, hạ được một con. Giờ có một con chim ở trên. Làm sao mình tiêu diệt đây? Lại đây. Ha ha. Một nhát. Hết cái cung rồi, chúng ta sử dụng cung thêm. Bắn nào. Chiu. Yeah, hạ được một con rồi, chết tim. Nguy hiểm. Cẩn thận, có một con. Có một con khủng long bay nữa. Yeah. Đi nào. Có khủng long gai bên dưới kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đây có một con nữa. Ow. Tiêu rồi. Khủng long bỏ chúa. Một nhát. Ba nhát luôn mà chưa chịu chết. Yeah, thành công. Cẩn thận, đi qua. Đi lên. Kêu mình đi lên các bạn ơi. Còn 11 mũi tên. Lên nữa nào. Ôi làm sao mà lên được, cao quá. Té xuống là dưới vực thẳm. Chúng ta phải nhảy chính xác. Đây rồi, thấy rồi, đi qua. Thì ở đây nó cũng đi xuống nữa. Các bạn thấy game này hay nhớ like, share và đăng ký kênh Cô Lệ TV nha. Oh no. Mất một máu nữa rồi. Làm sao đây, có hai con khủng long bay. Suýt nữa té rồi. 1, 2, 3, hạ được rồi. Oh yeah. Con gì mà thấy có cái gì đó. Có gỗ ở đây này, chúng ta sẽ. Chà, gỗ đó. Yeah, thấy rồi. Đi xuống từ từ thôi, cẩn thận. Cẩn thận vực thẳm, mà mình sẽ bị té xuống vực thẳm và thua cuộc luôn đó. Oh, may mắn quá. Yeah, à được con rồi. Có chín khủng long nữa kìa. Đạt tiếng khủng long luôn. Tiếng khủng long con. Ôi con rồng bay xịn kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Các bạn thấy game này hay, nhớ like, share và đăng ký kênh Cô Lệ TV nha. Người thì thử đi giải cứu con của mình. Yeah, hạ được rồi. Một nhát, đạp mơ hơ. Oh no. Hạ được. Lần được quá thì chế táo luôn. Đi xuống hả? Không biết. À có cái cây nè. Mình nhảy là mình tiêu rồi. May quá. Mình không nhảy. Mình chờ đúng lúc luôn. Bay quá. Oh yeah. Tới luôn nè. Ow. Hè hạ được rồi. Hết máu luôn. Hạt luôn. Ha ha. Người tiền thử đi giải cứu baby của mình. À, con của mình á, đứa trẻ bị khủng long bọt chúa bắt cóc. Khủng long nó dữ lắm. 1, 2, 3, yeah, thành công. 1, 2, 3, à được rồi, giờ đi xuống. Ôi, khủng long, này khủng long heo nè.
Thua luôn.